Dương Hậu xin chào quý nhà hảo tâm trong nhà ngoài nước. Hôm nay từ thiện ngã bảy, Dương Hậu trở lại thăm gia đình anh Trần Bạch Lợi 63 tuổi ở xã Tân Long, Long Thạnh. Anh mang căn bệnh tai biến, nhồi máu não rất nặng và viêm phổi, hiện giờ đi không được, bệnh thì một ngày một nặng. Thì hôm nay Dương Hậu cũng trao tiền của quý nhà hảo tâm, chị Lam Thị Liên ở Thụy Sĩ 2 triệu, Phương Khánh Hiền ở Hoa Kỳ 3 triệu, Diễm Trang 200 ngàn, số tiền là 5 triệu 2. Đây là số tiền của quý nhà hảo tâm giúp cho gia đình anh Lợi qua lúc khó khăn. Đây, nằm viện này. Chị ơi, cho Dương Hậu trao cho gia đình là 5 triệu 2 để mua thuốc điều trị cho anh Lợi ha. Xin mời chị. Em xin đại diện gia đình em cảm ơn các nhà hảo tâm, các anh chị gần Tết thì giúp cho chồng em có đồng tiền để uống thuốc. Thì tiếp nói là nói của gia đình, thì Dương Hậu cũng xin cảm ơn chị Lam Thị Liên. Chúc cho chị được nhiều sức khỏe, công việc luôn thuận lợi. Chúc cho Hương Khánh Hiền hạnh phúc thật nhiều bên gia đình. Chúc cho Diễm Trang được nhiều may mắn khi giúp cho từ thiện ngã bảy. Đây là việc làm công đức ngàn lượng khi người bệnh không tiền chữa trị thuốc thang. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Dương Hậu hy vọng rằng được nhiều nhà hảo tâm tiếp tục giúp cho anh Trần Bạch Lợi thuộc hộ nghèo khó khăn ở nhà mướn xã Tân Long, Long Thạnh. Dương Hậu cũng cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Vì quê hương Dương Hậu còn nhiều gia cảnh khó khăn kém may mắn đâu đó, hy vọng rằng được nhiều nhà hảo tâm tiếp tục giúp từ thiện ngã bảy. Dương Hậu cảm ơn.